Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo ngay kế bên để theo dõi các video mới tiếp theo. Và xin đừng quên nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video nếu quý vị thấy thông tin là hữu ích. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây ập nhật diễn biến tình hình giao tranh Nga và Ukraine. Mỹ có kế hoạch cử quan chức cấp cao đến Ukraine và có thể đào tạo người Ukraine ở châu Âu. Nga cảnh báo triển khai hạt nhân và tên lửa siêu thanh nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Cúm gia cầm và chiến tranh Ukraine đang đẩy giá trứng trên toàn thế giới tăng vọt. Quỹ tiền tệ quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do chiến tranh Ukraine và Covid-19 số ca COVID-19 trên toàn thế giới vượt mốc hơn 500 triệu người khi biến thể Omicron BA.2 tăng mạnh. Lệnh cấm phá thai sau 15 tuần được ký thành luật ở bang Florida, Hoa Kỳ. Cảnh sát Tây Ban Nha triệt hạ trang trại cường sa lớn nhất châu Âu. Tỷ phú Elon Musk trả giá 43 tỷ đô la Mỹ để mua Twitter. Quân đội Hoa Kỳ xác nhận một ngôi sao băng giữa các vì sao đã va chạm với trái đất một con cá heo mắc cạn chết trên bãi biển bang Texas sau khi người đi biển tấn công và cố gắng cưỡi lên lưng nó. Việt Nam bắt giữ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng vì liên quan tới tội hối lộ. Cùng một số tin tức thế giới đáng chú ý khác, sau đây là bản tin chi tiết, mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Sau đây là một số cập nhật về diễn biến Ukraine và Nga. Tổng thống Biden xác nhận tòa Bạch Ốc có kế hoạch cử quan chức cấp cao đến Ukraine. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm đã xác nhận rằng tòa Bạch Ốc đang có kế hoạch cử một quan chức cấp cao đến thăm Ukraine. Một số nhà lãnh đạo của thế giới đã đến thăm Ukraine trong những ngày gần đây và gặp gỡ với Tổng thống Ukraine là Volodymyr Zelensky, bao gồm Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Lithuania Kitana Nauseda và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Tổng thống Latvia Egils Levis và Tổng thống Estonia Ella Karis. Hoa Kỳ chuẩn bị nỗ lực mới để ngăn chặn hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden, ông Jack Sullivan, cho biết Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho những nỗ lực mới để ngăn chặn hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga. Ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại câu lạc bộ kinh tế của Washington trong những ngày tới là trọng tâm của chúng tôi. Ông cũng nói rằng bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm làm gián đoạn việc chuyển giao vũ khí có lợi cho Ukraine đều có thể khiến cho mối quan hệ đối đầu với phương Tây leo thang. Ông cũng cảnh báo rằng giao tranh ở Ukraine có thể diễn ra trong nhiều tháng hoặc là lâu hơn. Mỹ có thể đào tạo người Ukraine ở châu Âu. Một quan chức quốc phòng của Mỹ hôm thứ Năm cho biết một số thiết bị mới mà Mỹ đang gửi tới Ukraine trong gói hỗ trợ quân sự trị giá 800 triệu Mỹ Kim sẽ yêu cầu một vài tuần huấn luyện trực tiếp có thể diễn ra ở châu Âu. Quan chức này cho biết các lực lượng Ukraine sẽ cần được đào tạo về cách sử dụng một số vũ khí đang được triển khai tới Ukraine, bao gồm cả pháo lựu 155mm và hệ thống radar tầm ngắn. Tướng Todd Walters, tư lệnh bộ chỉ huy châu Âu của Hoa Kỳ và tư lệnh đồng minh tối cao của NATO ở châu Âu, đang tìm hiểu chi tiết về cách Hoa Kỳ sẽ cung cấp khóa huấn luyện mà không đưa một số lượng lớn máy bay chiến đấu ra khỏi Ukraine. Pháp chuyển đại sứ quán Ukraine trở lại Kiev Ngoại trưởng Pháp cho biết Pháp đang có kế hoạch rất sớm để chuyển đại sứ quán của mình trở lại Kiev Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le cho biết việc tái triển khai này sẽ diễn ra rất sớm và có thể sẽ làm sâu sắc hơn nữa sự hỗ trợ mà Pháp cung cấp cho Ukraine trong mọi lĩnh vực nhằm đối phó với cuộc chiến do Nga phát động vào ngày 24 tháng 2. Chiến hạm bị hư hại của quân đội Nga ở Biển Đen bị chìm Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngọn lửa tại tàu tuần dương Moskva khi hạm của hạm đội Biển Đen của Nga đã được kiềm chế, còn tàu vẫn còn nói và sẽ được kéo về cảng. Bộ cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm rằng không còn nổ súng vào con tàu nữa và các vụ nổ đạn dược đã ngừng. Các vũ khí tên lửa chính không bị hư hại. Tuy nhiên các quan chức Ukraine tuyên bố rằng con tàu đã bị chìm và nói rằng đó là một cái tác vang dội vào mặt các lực lượng của Moscow. Oleksiy Arestovic, cố vấn của văn phòng tổng thống Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng thủy thủ đoàn 510 đã ở trên tàu tuần dương Moskva khi con tàu bị chìm ở Biển Đen. Vào đầu giờ ngày thứ Năm, Bộ Quốc phòng Nga cho biết con tàu bị thiệt hại nghiêm trọng sau khi đạn trên tàu phát nổ do hỏa hoạn. Bộ không coi vụ nổ đó là một cuộc tấn công bằng tên lửa. Vương quốc Anh tuyên bố đóng băng tài sản lớn nhất từng được áp dụng đối với hai cộng sự của chủ tịch bóng Chelsea Ibrahimovic Chính phủ Anh hôm thứ Năm cho biết họ đã trừng phạt hai cộng sự thân cận của chủ sở hữu Chelsea, Roman Abramovich, để đáp trả cuộc xâm lược của Nga và Ukraine. Và đây là việc đóng băng tài sản lớn nhất từng được áp dụng ở Anh. Giám đốc câu lạc bộ bóng đá Chelsea Eugene Tallenbaum và một doanh nhân khác của Abramovich là David Davidovich sẽ bị phong tỏa tài sản. Davidovich cũng sẽ phải đối mặt với lệnh cấm đi lại có nghĩa là bất kỳ con tàu hoặc là máy bay nào do ông sở hữu, thuê mướn, kiểm soát hoặc là điều hành đều có thể bị giam giữ nếu đi vào nước Anh. Abramovich đã chuyển giao hai công ty do ông kiểm soát cho Tannenbaum và Davidovich vào ngày Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, Tannenbaum, giám đốc của Chelsea, người được mô tả ở trên trang web của câu lạc bộ là một trong những cộng sự thân cận nhất của Abramovich, đã nắm toàn quyền kiểm soát Irvington Investment Limited, công ty đã đầu tư vào ít nhất 8 công ty, bao gồm cả công cụ tìm kiếm hàng đầu của Nga là Yandex. Cũng trong ngày đầu tiên mà Nga tấn công Ukraine, Abramovich đã chuyển một công ty khác là Norman Investment cho Davidovich. Khối châu Âu bịt lỗ hỏng cho phép bán vũ khí hàng triệu euro cho Nga. Liên minh châu Âu đã bịt lỗ hỏng mà từ đó các chính phủ khối châu Âu đã xuất khẩu vũ khí trị giá hàng chục triệu euro sang Nga chỉ trong năm ngoái, mặc dù lệnh cấm vẫn có hiệu lực vào năm 2014 sau khi Nga sắp nhập khu vực Crimea của Ukraine. Các nước khối châu Âu năm ngoái đã bán cho Nga vũ khí và đạn dược trị giá 39 triệu euro, tăng hơn 50% so với năm 2020 các nước có nền công nghiệp quốc phòng lớn như là Pháp và Đức là một trong những nước xuất khẩu lớn nhất. Khối châu Âu đã cấm xuất khẩu vũ khí cho Moscow vào tháng 7 năm 2014 để phản ứng trước việc Nga sáp nhập Crimea, nhưng một điều khoản trong lệnh trừng phạt cho phép bán vũ khí theo các hợp đồng ký trước tháng 8 năm 2014. Cả hở này được đóng lại, được xem như là một phần của gói trừng phạt thứ năm của khối châu Âu. Trong nỗ lực làm suy yếu các nỗ lực chiến tranh của Điện Kremlin ở Ukraine, khối châu Âu đã áp đặt 5 đợt trừng phạt sâu rộng cấm xuất khẩu sang Nga một lượng lớn công nghệ có thể được sử dụng cho ngành công nghiệp quốc phòng. Nga cảnh báo triển khai hạt nhân và tên lửa siêu thanh nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối NATO. Một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm đã cảnh báo NATO rằng nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh quân sự này, thì Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh ở trung tâm châu Âu. Phần Lan, quốc gia có đường biên giới dài 1.300 km với Nga và Thụy Điển, đang xem xét gia nhập liên minh NATO. Thủ tướng Sanna Marin cho biết, Phần Lan sẽ quyết định trong vài tuần tới. Ông Dmitry Medvedev, là phó chủ tịch Hội đồng Bảo an Nga, nói rằng nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO thì Nga sẽ phải tăng cường lực lượng trên bộ, hải quân và không quân ở biển Baltic. Ông Medvedev là tổng thống Nga từ năm 2008 đến 2012, cũng nêu rõ mối đe dọa hạt nhân khi nói rằng không thể có chuyện nói về một Baltic không có hạt nhân, mà Nga có vùng đất Kaliningrad nằm giữa Ba Lan và Lithuania. Thủ tướng Medvedev nói rằng ông hy vọng Phần Lan và Thụy Điển sẽ hiểu được. Ông nói nếu không họ sẽ phải sống chung với vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh gần nhà. Nga có kho vũ khí mang đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới và cùng với Trung Quốc và Mỹ là một trong những quốc gia dẫn đầu toàn cầu về công nghệ tên lửa siêu thanh. Lithuania cho biết những lời đe dọa của Nga không có gì là mới và Moscow đã triển khai vũ khí hạt nhân tới Kaliningrad từ rất lâu trước cuộc chiến ở Ukraine khối NATO đã không phản hồi ngay lập tức cảnh báo của Nga. Tuy nhiên, việc Phần Lan và Thụy Điển có thể gia nhập NATO sẽ là một trong những hậu quả chiến lược lớn nhất của cuộc chiến ở Ukraine. Phần Lan giành được độc lập từ Nga vào năm 1917 và đã chiến đấu hai cuộc chiến chống lại nước này trong Thế chiến thứ hai. Trong đó thì nước này bị mất một số lãnh thổ. Hôm thứ Năm, Phần Lan thông báo một cuộc tập trận quân sự ở Tây Phần Lan với sự tham gia của Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Latvia và Estonia. Thụy Điển đã không tham chiến trong 200 năm. Chính sách đối ngoại đã tập trung vào việc hỗ trợ dân chủ và giải trừ vũ khí hạt nhân. Kaliningrad trước đây là cảng Konigsberg, thủ đô của Đông Phổ, nằm cách London và Paris chưa đầy 1.400 km và cách Berlin 500 km. Khối châu Âu thanh toán đồng rút cho khí đốt của Nga sẽ vi phạm chế độ trừng phạt. Thông báo nội bộ của Ủy ban châu Âu cho biết, việc thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp theo yêu cầu của Tổng thống Vladimir Putin sẽ phá vỡ chế độ trừng phạt của khối châu Âu đối với Moscow. Người phát ngôn của Bộ Kinh tế cho biết vào hôm thứ năm, chính phủ Hà Lan sẽ chỉ thị cho các công ty không thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Trích dẫn quyết định của Ủy ban châu Âu, Hungary là quốc gia khối châu Âu duy nhất cho biết họ sẽ sẵn sàng trả đồng rúp cho khí đốt của Nga. Tổng thống Putin hôm thứ Năm cho biết Moscow sẽ nỗ lực tái định hướng năng lượng của mình về phía đông khi các nước châu Âu cố gắng giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu của Nga, đồng thời nói thêm rằng châu Âu sẽ không thể hoàn toàn tránh xa khí đốt của Nga ngay lập tức. Nhà sản xuất bánh Oreo, Modeless, Nestle, Pepsi đối mặt với áp lực từ các nhân viên châu Âu về vấn đề Nga. Nhà sản xuất Oreo là Montelez, Nestle và PepsiCo phải đối mặt với sự tức giận và phản đối của nhân viên ở Ukraine và Đông Âu bởi các công ty này vẫn duy trì một số hoạt động kinh doanh ở Nga. Khoảng 130 nhân viên tại Montelez ở khu vực Baltic, bao gồm Lithuania, Latvia và Estonia, đã gửi đơn kiến nghị vào tháng 3 tổ giám đốc điều hành Dutvendeput để ngưng mọi hoạt động kinh doanh ở Nga đơn kiến nghị của monales cho biết các công nhân phản đối mạnh mẽ quyết định của công ty ở lại nga trong đơn kiến nghị đã viết rằng mỗi đồng rút của nga được trả vào ngân sách nhà nước dưới dạng thuế và tiền lương là giúp cung cấp cho quân đội của kẻ xâm lược và giết nhiều người ukraine hơn trong đó có trẻ em phụ nữ và người già nestle đã chứng kiến một số lượng không xác định nhân viên ukraine nghỉ việc và những người khác bị bắt nạt trên mạng xã hội vì đã ở lại trong công ty làm ăn với Nga. Nestle có khoảng 5.800 nhân viên ở Ukraine vào thời điểm bắt đầu chiến tranh, nhưng mà một số lượng đáng kể hiện đã rời khỏi Ukraine. Cúng gia công và cuộc chiến tranh tại Ukraine đang đẩy giá của trứng trên toàn thế giới tăng cao. Dịch cúm gia cầm bùng phát nghiêm trọng ở Hoa Kỳ và Pháp cùng với cuộc chiến ở Ukraine làm gián đoạn các chuyến hàng đến châu Âu và Trung Đông, đang thắt chặt nguồn cung cấp trứng và làm tăng giá toàn cầu. Nhu cầu tăng vọt vào dịp lễ Phục sinh và lễ vượt qua ở Hoa Kỳ và châu Âu khi mà các gia đình sử dụng trứng để nướng và nhuộm trứng phục sinh. Dịch cúm gia cầm đã quét sạch hơn 19 triệu con gà đẻ trứng trong các trại thương mại của Hoa Kỳ trong năm nay tiêu hủy khoảng 6% đàn gà. Đây là đợt bùng phát tồi tệ nhất của Hoa Kỳ kể từ năm 2015. Trong khi đó thì Pháp cũng đang trải qua một đợt bùng phát tồi tệ nhất từ trước đến nay với khoảng 8% số gà đẻ trứng đã bị tiêu hủy. Virus và chiến tranh là những thách thức mới nhất đối với các nhà cung cấp trứng cùng lúc mà họ cũng đang vải vật lộn với tình trạng thiếu lao động và chi phí cao do năng lượng và ngũ cốc dùng làm thức ăn chăn nuôi. Giá trứng cao hơn cũng đang làm ảnh hưởng tới các tiệm bánh và các công ty thực phẩm, vốn đang phải vật lộn với chi phí của bột mì và các hàng hóa khác gia tăng. Cơ quan lương thực Liên hợp quốc cho biết, giá của lương thực thế giới đã tăng gần 13% trong 3 tháng lên mức cao kỷ lục mới do cuộc chiến tranh ở Nga đã đẩy giá ngũ cốc lên cao. Công ty dữ liệu Anaberry cho biết giá bán sĩ của trứng loại lớn ở trung Tây của Hoa Kỳ đạt mức 3 đô la một tá vào tháng 3, tăng gần 200% so với một năm trước đó trên thị trường giao ngay. Tại Pháp thì giá trứng bán sĩ đã tăng 69% so với năm ngoái. Văn phòng trang trại của Pháp Frank Agrimer cho biết. Do đó mà người tiêu dùng có thể thấy giá thực phẩm làm từ trứng tăng cao hơn. Trong khi đó, Ukraine trong những năm gần đây là nhà cung cấp trứng chính cho EU, chiếm khoảng một nửa lượng nhập khẩu, nhiều hơn từ Hoa Kỳ. Ukraine sản xuất 14,1 tỷ quả trứng vào năm 2021, một năm trước đó thì sản lượng đạt 16,2 tỷ quả trứng, nhiều hơn 15,7 tỷ quả được sản xuất tại nước sản xuất trứng lớn nhất ở EU, đó là Pháp. IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do chiến tranh Ukraine và Covid. Kristalina Georgieva, giám đốc điều hành của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, đã cảnh báo rằng cú sốc lạm phát toàn cầu do cuộc chiến của Nga ở Ukraine và đại dịch Covid đang diễn ra sẽ dẫn tới tăng trưởng kinh tế thấp hơn trong năm nay và năm tới do giá thực phẩm, năng lượng và các mặt hàng khác trên thế giới bị đẩy lên cao trong năm nay. IMF sẽ cắt giảm dự báo đối với 143 quốc gia trên thế giới chiếm 86% GDP toàn cầu. Cuộc xâm lược của Nga và Ukraine vào cuối tháng 2 đã gây ra làn sóng chấn động khắp nền kinh tế toàn cầu, thúc đẩy tỷ lệ lạm phát cao nhất trong 4 thập kỷ ở các nền kinh tế tiên tiến trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung cấp dầu và khí đốt. Cuộc chiến là một bước lùi lớn đối với sự phục hồi toàn cầu sau COVID và đồng thời cảnh báo đại dịch còn lâu mới kết thúc và tiếp tục là một nguy cơ lớn đối với thương mại quốc tế và sự thịnh vượng hai nước Nga và Ukraine cung cấp 28% lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu, trong khi Nga và Belarus cung cấp 40% kali, một loại phân bón quan trọng, giá ngũ cốc và ngô đã tăng vọt do hậu quả của cuộc xung đột, làm dấy lên lo ngại về tác động đối với các nước nghèo hơn phụ thuộc vào nhập khẩu. Bà Georgieva cảnh báo rằng tỷ lệ lạm phát cao trên toàn thế giới có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian dài hơn so với ước tính trước đây. Mặc dù kêu gọi các ngân hàng trung ương hãy hành động quyết đoán để chống lại chi phí sinh hoạt tăng cao, bà cảnh báo rằng các nhà hoạch định chính sách cần duy trì chi tiêu quan trọng và xây dựng nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Số ca COVID-19 trên toàn thế giới vượt hơn 500 triệu người khi biến thể Omicron BA.2 tăng mạnh. Hôm thứ Năm, số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu đã vượt mốc 500 triệu người. Do biến thể phụ BA.2 rất dễ lây lan của Omicron gia tăng ở nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Á. Hàn Quốc đang dẫn đầu thế giới về số ca mắc mới trung bình hàng ngày, báo cáo hơn 182.000 ca nhiễm mới mỗi ngày và chiếm một trong bốn ca nhiễm trên toàn cầu. Các ca mắc mới đang tăng lên ở 20 trong số hơn 240 quốc gia và vùng lãnh thổ được theo dõi bao gồm cả Đài Loan, Thái Lan và Bhutan. Một số quốc gia châu Âu hiện đang chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm mới chậm hơn hoặc là thậm chí giảm, nhưng khu vực này vẫn báo cáo hơn 1 triệu trường hợp cứ 2 ngày một lần. Tại Đức, mức trung bình trong 7 ngày của các ca nhiễm mới đã giảm và hiện ở mức 59% so với mức cao nhất trước đó vào cuối tháng 3. Các ca nhiễm mới cũng đang giảm ở Vương quốc Anh và Ý, trong khi các ca nhiễm này đang ổn định ở Pháp. Số ca nhiễm COVID-19 mới ở Hoa Kỳ đã giảm mạnh sau khi chạm mức kỷ lục vào tháng Giêng, nhưng sự gia tăng các trường hợp ở các khu vực châu Á và châu Âu đã làm dấy lên lo ngại rằng một làn sóng khác có thể xảy ra ở Hoa Kỳ. Sự gia tăng của biến thể BA.2 được cho là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng gần đây ở Trung Quốc cũng như là sự lây nhiễm kỷ lục ở châu Âu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể BA.2 hiện chiếm khoảng 86% tổng số ca bệnh trên toàn cầu. Biến thể này được gọi là biến thể tàng hình vì khó theo dõi hơn các biến thể trước đây. Tuy nhiên, các bằng chứng cho đến nay cho thấy biến thể BA.2 không có nhiều khả năng gây bệnh nặng. Kể từ năm 2020, khoảng 37% trường hợp COVID-19 trên thế giới là ở châu Âu, 21% ở châu Á và 17% ở Bắc Mỹ. Khoảng 6,5 triệu người đã mất mạng vì COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu. Hoa Kỳ đã báo cáo số người chết cao nhất, tiếp theo là Nga, Brazil và Ấn Độ. Theo số liệu từ Our World in Data, 64,8% dân số thế giới đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, mặc dù chỉ có 14,8% người dân ở các nước thu nhập thấp đã được tiêm ít nhất một liều. Lệnh cấm phá thai sau 15 tuần được ký thành luật ở bang Florida, Hoa Kỳ. Hôm thứ Năm, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã ký ban hành luật cấm phá thai sau 15 tuần. Các đảng viên Cộng hòa trên toàn quốc đã chuyển sang đặt ra những hạn chế mới. Đối với việc phá thai, sau khi tòa án tối cao Hoa Kỳ ra tín hiệu sẽ duy trì luật Mississippi cấm phá thai sau 15 tuần. Quyết định của tòa án tối cao dự kiến vào mùa hè này có khả năng làm suy yếu hoặc là lật ngược vụ kiện Roe Wade, quyết định mang tính bước ngoặt năm 1973 đã thiết lập quyền phá thai trên toàn Hoa Kỳ. Luật mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, có các trường hợp ngoại lệ nếu việc phá thai là cần thiết để cứu sống người mẹ, ngăn ngừa thương tích nghiêm trọng hoặc là nếu thai nhi có dị tật gây tử vong. Luật mới này không cho phép miễn trừ trong các trường hợp mang thai do bị hãm hiếp, loạn luân hoặc là buôn người, bất chấp một số nỗ lực của Đảng dân chủ để sửa đổi dự luật. Một báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Liên bang cho biết Khoảng 2% trong số gần 72.000 ca phá thai được báo cáo ở bang Florida vào năm 2019 được thực hiện sau 15 tuần. Cùng năm đó thì 2.256 cư dân ngoại bang đã phá thai ở bang Florida, với phần lớn tương đương khoảng 1.200 người đến từ Georgia và hơn 300 người đến từ Alabama. Ở những nơi khác ở Hoa Kỳ, các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa đã đưa ra các hạn chế phá thai mới. Một số hạn chế tương tự như luật của Texas – cấm phá thai sau khoảng 6 tuần và để quyền thực thi vào tay tự mỗi người dân. Thống đốc đảng Cộng hòa Oklahoma là Kevin Stitt gần đây đã ký dự luật coi việc phá thai là một trọng tội có thể bị phạt tù tới 10 năm. Cảnh sát Tây Ban Nha triệt hạ trang trại cần sa lớn nhất châu Âu Các nhà chức trách Tây Ban Nha đã phá hủy 415.000 cây gai dầu, tên khoa học là Cannabis sativa, cùng một loài với cây cần sa marijuana, trị giá lên tới 100 triệu euro, tức là 108 triệu đô la Mỹ. Động thái này nằm trong một chiến dịch nhằm phá bỏ nơi mà cảnh sát cho là đồn điền cần sa lớn nhất châu Âu. Khoảng 50 tấn cây gai dầu đã được sấy khô trong nhà kho để chế biến thành cannabidiol, CBD, là một hợp chất không tác động đến thần kinh, ngày càng được sử dụng để điều trị chứng lo âu, mất ngủ và các bệnh khác theo Bộ Nông nghiệp Tây Ban Nha, trong khi việc bán và tiêu thụ CBD là hợp pháp trên khắp Tây Ban Nha và ở hầu hết châu Âu. Nhưng luật pháp Tây Ban Nha vẫn cấm trồng cây cần sa cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng công nghiệp, chẳng hạn như là làm vải dệt và lấy hạt giống. Trồng cây gai dầu để chuyển đổi thành CBD hoặc các chất khác vẫn là hành vi phạm tội. Nằm ở vùng nông thôn phía bắc của Navarre, đồng điền trồng cây gai dầu này được trải rộng trên 11 cánh đồng, với tổng diện tích là 67 ha. Có ba người liên quan đến quá trình hoạt động này đã bị bắt khi cảnh sát phát hiện ra một cánh đồng trong số đó. Những người bị bắt đã tiến hành công việc của mình vào giữa năm 2021. Theo Guada Civil, lực lượng bảo vệ dân sự Tây Ban Nha cho biết, ban đầu, chủ đồng điện đã giới thiệu trang trại này là hoạt động hợp pháp để sản xuất cần sa công nghiệp, nhưng sau đó bị phát hiện là đang có kế hoạch xuất khẩu số lượng lớn sang Ý và Thụy Sĩ để chế biến thành CBD. tỷ phú Elon Musk đề nghị mua Twitter với giá 43 tỷ Mỹ Kim. CEO của Tesla, Elon Musk, đang nhắm vào Twitter và đã đưa ra đề nghị mua nền tảng này với tổng số tiền mặt trị giá 43 tỷ Mỹ Kim. Người giàu nhất thế giới theo danh sách tỷ phú thế giới của Forbes nói rằng gã khổng lồ truyền thông mạng xã hội này cần được chuyển đổi thành công ty tư nhân để phát triển và trở thành một nền tảng cho tự do ngôn luận kể từ khi thực hiện khoản đầu tư, bây giờ tôi nhận ra rằng công ty sẽ không phát triển mạnh và cũng không phục vụ được sứ mệnh xã hội ở ở hình thức hiện tại. Twitter cần phải được chuyển đổi thành một công ty tư nhân. Musk nói trong một lá thư gửi tới chủ tịch của Twitter là Brad Taylor. Musk nói với Twitter rằng đó là lời đề nghị cuối cùng và tốt nhất của ông ấy. Musk cũng sẽ xem xét lại khoản đầu tư nếu mà hội đồng quản trị từ chối nó. Elon Musk, người đã có cổ đông lớn thứ hai của công ty, đã từ chối lời mời tham gia hội đồng quản trị của Twitter trong tuần này sau khi tiết lộ cổ phần của mình. Theo các nhà phân tích cho rằng đó là lời báo hiệu cho ý định tiếp quản của ông, bởi vì một chiếc ghế trong hội đồng quản trị sẽ giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của ông chỉ dưới 15%. Theo Reuters cho biết, Twitter sẽ xem xét lời đề nghị này với lời khuyên từ ngân hàng đầu tư Goldman Sachs và Wilson Sosini, Goodrich and Rosati, một công ty luật tại Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ xác nhận một ngôi sao băng giữa các vì sao đã va chạm với trái đất. Theo một tài liệu được công bố gần đây của Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một ngôi sao băng đầu tiên từng va chạm với trái đất. Ngôi sao băng giữa các vì sao này là một tảng đá không gian có nguồn gốc từ bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta, một điều hiếm khi xảy ra. Ngôi sao băng có tên là CNEOS 2014-0108 và nó đã hạ cánh dọc theo bờ biển phía đông bắc của Papua New Guinea vào ngày 8 tháng Giêng năm 2014. Ngôi sao băng này đã di chuyển với tốc độ cao khoảng 45 km một giây so với trái đất nhưng do các nhà nghiên cứu đã đo tốc độ sao băng di chuyển khi ở trên một hành tinh đang chuyển động. 45 km giây không hẳn là tốc độ thực sự của nó. Phát hiện này đã gây sự bất ngờ cho Sura người đã xác định vật thể này là một ngôi sao băng giữa các vì sao trong một nghiên cứu của năm 2019 mà ông đồng tác giả khi còn là sinh viên đại học Harvard. Sau nhiều năm cố gắng thu thập thêm thông tin cần thiết, Sura cùng với Abraham Loeb giáo sư khoa học tại Đại học Harvard đã nhận được xác nhận chính thức rằng trên thực tế, đó là một ngôi sao băng giữa các vì sao, theo Phó Chỉ huy của Bộ Chỉ huy Không gian Hoa Kỳ cho biết. Bộ Chỉ huy là một bộ phận của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự ngoài không gian. Một con cá heo đã mắc cạn chết trên bãi biển của Texas sau khi người đi biển đã tấn công và cố gắng cởi lên lưng của nó. Một con cá heo ốm yếu đang mắc cạn ở trên bãi biển ở Texas đã chết sau khi những người đi biển tấn công và cố gắng cửa lên lưng của cá heo. Theo bài đăng trên Facebook hôm thứ Tư, tổ chức phi lợi nhuận Texas Marine Memo Stranding Network cho biết ban đầu thì con cá heo cái được tìm thấy mắc cạn ở trên bãi biển Quintana vào tối ngày Chủ nhật nhưng mà nó vẫn còn sống Tuy nhiên, những người đi biển đã đẩy cá heo này trở lại biển và cố gắng bơi cùng và cưỡi lên lưng của nó. Kết quả là con cá heo đó đã bị mắc kẹt và sau đó bị tấn công bởi một đám đông trên bãi biển. Cuối cùng thì cá heo đã chết trước khi lực lượng cứu hộ có thể đến hiện trường, theo bài đăng trên Facebook mô tả. Tổ chức này kêu gọi những người đi biển không đẩy cá heo hoặc là cá voi còn sống trở lại biển, thay vào đó mọi người hãy gọi ngay cho đường dây nóng của họ để tìm cách cứu lấy con vật và giữ cho nó được ổn định. Theo hướng dẫn của Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia về sinh vật biển gặp nạn, những người quấy rối cá heo có thể bị phạt tới 11.000 Mỹ Kim và đối mặt với án tù lên tới 1 năm. Việt Nam bắt giữ thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng vì liên quan tới tội hối lộ. Bộ Công an cho biết vào hôm thứ năm, công an Việt Nam đã bắt giữ thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng vì nghi ngờ nhận hối lộ. Ông Dũng 58 tuổi bị cáo buộc nhận hối lộ và cảnh sát đã khám xét nhà của ông, Bộ Công an cho biết trong một tuyên bố. Vụ bắt giữ ông Dũng là một phần của cuộc điều tra mở rộng hơn, trong đó các quan chức Bộ Ngoại giao bị cáo buộc Nhận hối lộ từ công dân Việt Nam ở nước ngoài muốn trở về nước trên các chuyến bay giải cứu vào thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19 khi các chuyến bay thương mại không có sẵn, theo truyền thông nhà nước. Ngoài ông Dũng còn có hai người khác, một từ Bộ Y tế và một từ Bộ Công an cũng bị khởi tố bắt tạm giam với cùng tội danh. Vụ án nhận hối lộ đã bị giới chức khởi tố từ cuối tháng 1 năm 2022. Với các cáo buộc nói đã xảy ra hành vi phạm tội trong quá trình xét hồ sơ, cấp phép cho các công ty thực hiện các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về trong thời gian gần 2 năm đầu của đại dịch Covid-19. Cục trưởng Lãnh sự Bộ Ngoại giao, bà Nguyễn Thị Lan Hương cùng ba quan chức khác của cục bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 27 tháng 1 năm 2022. Kể từ đầu 2020 đến tháng 1 năm 2022 Chính phủ Việt Nam áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm đối phó đại dịch Covid-19. Trong thời gian này thì các công dân Việt Nam ở nước ngoài, vốn có thể tự do về nước bất kỳ lúc nào, đã bị tạm thời hạn chế quyền này và hầu như chỉ được phép trở về trên các chuyến bay được cấp phép đặc biệt với mức chi phí đắt gấp nhiều lần so với các chuyến bay thông thường hoặc do các hãng nước ngoài thực hiện. Việc lạm thu đổi giá ở rất nhiều tuyến đường bay đã gây ra hiện tượng giải cứu giá cao, giá cắt cổ, được BBC và các đài báo Việt Nam khắp nơi đăng tải. Tình trạng này đã khiến nhiều người buộc phải chọn cách về nước bằng đường bộ, chủ yếu là qua ngõ Campuchia. Số liệu do Bộ Ngoại giao công bố cho thấy đã có hơn 1.000 chuyến bay được thực hiện, với số công dân Việt Nam được đưa về là khoảng 240.000 người. Ông Dũng được bổ nhiệm làm đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản vào tháng 1, nhưng chưa chính thức đảm nhiệm vị trí này. Ông Tô Anh Dũng đã có 28 năm hoạt động trong ngành ngoại giao và từng giữ một số vị trí quan trọng như là thư ký bộ trưởng, chánh văn phòng bộ. Ông Dũng được bổ nhiệm vào vị trí thứ trưởng từ năm 2019. Cập nhật về tình hình Covid-19 tại Việt Nam, Bản tin dịch COVID-19 ngày 14 tháng 4 của Bộ Y tế Việt Nam cho biết có 23.012 ca mắc mới. Trong ngày có 85.633 bệnh nhân khỏi bệnh và 23 ca tử vong. Hà Nội có 1.677 ca mắc mới, Sài Gòn có số ca mắc mới là 877 ca. Các địa phương khác có số ca mắc mới cao, gồm có Phú Thọ 1.279 ca, Nghệ An 976 ca. Yên Bái 945 ca, Vĩnh Phúc 936 ca, Quảng Ninh 897 ca, Đắk Lắk 850 ca và Lào Cai 748 ca. Kể từ đầu dịch cho đến nay, Việt Nam có 10.320.599 ca nhiễm với 42.901 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 8.856.627 ca số bệnh nhân nặng đang điều trị là 1.161 ca và tổng số liều vắc xin đã được tiêm ở Việt Nam cho đến nay là 208.967.215 liều. Sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá đồng Canada, giá dầu và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch của ngày 14 tháng 4, một Canada bằng 0,7936 đô la Mỹ và bằng 0,7334 đồng euro. Một Canada thì bằng 18.187 đồng Việt Nam. Trong khi đó, một đô la Mỹ bằng 22.897 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 107 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 111,70 đô la Mỹ một thùng. Còn giá vàng là 1.973,30 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video nếu quý vị thấy thông tin là hữu ích. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và nhớ bật nút chuông thông báo ngay kế bên để đón theo dõi những video mới tiếp theo chúng tôi kính chúc quý vị mọi điều tốt lành trong ngày lễ phục sinh cũng như kính chúc tất cả quý vị và các bạn có một tuần lễ dài long weekend vui vẻ và bình an bên gia đình hoàng anh tuấn liêm xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin của ngày thứ bảy